Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt, và mình là Tùng Anh. Trong cái clip của tuần này thì mình sẽ tiếp tục nói về những cái chiến lược để giúp chúng ta có thể bám theo những cái dòng tiền lớn để thu được những lợi nhuận lớn ha. Rồi, mình xin nhắc lại một chút về cái định nghĩa về dòng tiền lớn ha, những cái thông tin ngắn gọn về dòng tiền lớn để đề phòng cái trường hợp mà chúng ta chưa có xem cái clip trước. Dòng tiền lớn thì chúng ta hay còn gọi là cái dòng tiền thông minh á, hay là những cái tay to trên thị trường á, thì đây là những cái dòng tiền được kiểm soát và thực hiện bởi những cái thực hiện những cái giao dịch ha, bởi những cái tổ chức và nhà đầu tư lớn, và họ có nhiều cái thông tin hơn phần còn lại của thị trường. Thì dòng tiền lớn thường sẽ khiến thị trường có thể di chuyển mạnh hoặc thậm chí là tạo ra những cái xu hướng mới. Thì đây là những cái thông tin khái quát để chúng ta có thể có một cái nhìn về cái dòng tiền lớn là gì. Trong cái clip trước thì chúng ta đã tìm hiểu về ba cái chiến lược để bám theo dòng tiền lớn rồi, thì trong cái clip này thì chúng ta sẽ tìm hiểu nốt những cái chiến lược còn lại. Thì nó bao gồm, thứ nhất đó là sử dụng cái khối lượng giao dịch ha, volume. Thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng cái báo cáo COT, Commitment of Trader. Cái thứ ba đó là chúng ta sẽ theo dõi những cái hành vi của các cái tổ chức lớn. Rồi, đầu tiên đó là cái chiến lược bám theo dòng tiền lớn với lại cái khối lượng giao dịch ha. Cái khối lượng giao dịch thì nó sẽ cho chúng ta biết những cái thông tin gì, thì đây mình cũng liệt kê ngắn gọn ha. Đầu tiên đó là nó sẽ giúp chúng ta biết được cái sự hứng thú của những cái nhà giao dịch với thị trường ở hiện tại là như thế nào ha. Thứ hai đó là chúng ta sẽ biết được cái chênh lệch sức mạnh giữa bên mua và bên bán đó. Thứ ba đó là chúng ta sẽ có thể là tận dụng cái khối lượng dịch để xác nhận những cái cú phá vỡ, xem là nó có đáng tin cậy hay không và có nên giao dịch theo những cái cú phá vỡ đó hay không. Rồi, mọi người nhìn vào cái hình minh họa này ha, thì ví dụ chúng ta đang có một cái xu hướng tăng như thế này đó, xu hướng tăng như thế này, và khi mà chúng ta thấy cái volume nó cũng đi lên như thế này thì nó phản ánh cái điều gì, chúng ta có thể rút ra được cái thông tin gì. Đầu tiên thì nó cho thấy là cái thị trường nó hứng thú, những trader đang hứng thú với cái thị trường hiện tại ha, tức là họ đang tham gia nhiều hơn, đang giao dịch nhiều hơn trong cái xu hướng tăng này, và do đó cái xu hướng tăng này có thể sẽ được duy trì tiếp diễn. Nó cũng thể hiện là cái sức mạnh của bên mua áp đảo so với bên bán ha. Cụ thể là khi khối lượng giao dịch tăng lên đó, thì giá nó cũng tăng theo đó. Thì cái thông tin mà chúng ta có thể thấy đó chính là người mua áp đảo so với người bán. Rồi, trong cái trường hợp ví dụ như chúng ta xác định được những cái vùng kháng cự đó, mà giá nó phá những cái vùng kháng cự đó và đi kèm với những cái khối lượng giao dịch lớn đó, thì là khả năng cao là những cái cú phá vỡ đó là những cái cú phá vỡ thật, và chúng ta có thể giao dịch theo cái hướng phá vỡ đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi đến cái ví dụ để cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn những cái lý thuyết mà mình vừa nói ha. Đầu tiên chúng ta nhìn ở đây là chúng ta thấy là cái đoạn A này nè, đó, cái đoạn A này thì chúng ta thấy là xu hướng đang là giảm đúng không ạ? Xu hướng đang là giảm. Và khi quan sát đến cái volume á, thì chúng ta thấy là volume nó tăng đó, thì cho thấy là những người tham gia trên thị trường đang hào hứng với cái việc là bán ra ha, và xu hướng giảm nó được duy trì. Rồi, sang cái giai đoạn B này thì chúng ta có thể thấy là ở cái vùng mà giá nó điều chỉnh tăng này đó, nó tăng lên như thế này, nhưng mà cái khối lượng giao dịch thì nó lại đi xuống đó, nó lại đi xuống, thì cho thấy là thị trường không có hào hứng với cái việc mua vào đẩy giá lên đó, và bằng chứng là sau đó là cái xuống giảm trước đó nó tiếp diễn đó. Thì đây là một cái ví dụ rất là trực quan để chúng ta có thể tận dụng cái volume để chúng ta có thể đoán định cái hướng đi của thị trường. Mình cũng nhắc
luôn chúng ta, đó là khi mà chúng ta sử dụng volume thì nó hiệu quả nhất ở thị trường chứng khoán và thị trường cryptocurrency, tại vì đây là những cái thị trường mà nó có thể thống kê được những cái lượng khối lượng giao dịch thực tế. Còn cái thị trường forex thì cái khối lượng giao dịch của nó thì là tick volume ha, chứ không phải là volume thực, do đó là cái độ hiệu quả của cái việc sử dụng volume ở trên thị trường forex thì nó sẽ không có cao bằng hai cái thị trường mà mình vừa nói. Rồi cái ví dụ tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng volume để chúng ta xác định cái độ tin cậy của một cái cú phá vỡ. Mình lấy ví dụ chúng ta có một cái thanh nến ít như thế này ha, đó, và giá nó xuyên thủng cái mức hỗ trợ này, và chúng ta quan sát thấy là cái volume nó tăng cao hơn so với cái mức trung bình trước đó, đó thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy là thị trường nó đã chấp nhận một cái mức giá mới ha, và hào hứng trong cái việc mà đẩy giá xuống các mức thấp hơn đó, thì khả năng cao là cái hướng phá vỡ này nó sẽ được duy trì, và thực tế cũng là như vậy đó. Thì đây là hai cái ví dụ để chúng ta có thể tận dụng được cái volume trong cái việc mà xác định hướng đi của thị trường. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái chiến lược bám theo dòng tiền lớn với báo cáo COT. Thì báo cáo COT là gì? Mình cũng xin định nghĩa ngắn gọn ha. Đó là đây là một cái báo cáo được công bố bởi CFTC ha, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ. Thì nó phản ánh cái sự phân chia các cái vị thế position được nắm giữ bởi những cái tuyếp trader khác nhau, và cụ thể là về các hợp đồng tương lai và hợp đồng chọn. Thì những cái tuyếp trader này nó gồm những cái nhà giao dịch thương mại này, những nhà đầu cơ lớn và những nhà đầu cơ bé. Thì chúng ta nhìn vào đây là chúng ta cũng thấy là họ là những cái người mà có vốn rất là lớn và có những cái thông tin rất là nhiều, và tất nhiên là họ sẽ có thể là dẫn dắt được thị trường ha. Đó, thì đây là một cái báo cáo cơ bản đó, những cái thông tin cơ bản mà chúng ta có thể khai thác. Một số trader thì phản bác là báo cáo COT này nó có cái độ trễ ha. Thì đúng là như vậy, nó có khoảng độ trễ khoảng 3 ngày đó. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng cái báo cáo COT này thì chúng ta sẽ không có được cái lợi thế. Thì mình phản bác cái quan điểm này, và lý do tại sao thì mời mọi người đi theo cái link mà mình để dưới cái phần description đó ha, để đọc rõ hơn. Còn trong cái clip này thời lượng nó không cho phép để mình giải thích rõ. Ở đây thì mình chỉ xin giải thích là chúng ta sẽ sử dụng những cái thông tin ở trong cái báo cáo COT này để phán đoán cái hướng đi của thị trường thôi. Thì nó chia ra làm bốn cái kịch bản như sau ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải quan sát giá, khối lượng và số lượng hợp đồng mở đó. Thì ba cái thông tin này nếu như mà nó cùng tăng á, thì chúng ta có một cái kết luận đó là đà tăng nó sẽ khả năng cao là nó sẽ tiếp tục. Rồi ngược lại, khi mà giá tăng mà khối lượng giao dịch và hợp đồng mở nó giảm xuống á, thì chúng ta đưa ra được cái kết luận đó là đà tăng hiện tại nó đã suy yếu đi ha, và sắp tới nó có thể đi ngang hoặc là thậm chí là đảo chiều. Rồi cái tình huống số 3 đó là giá giảm nhưng mà cái khối lượng giao dịch với là hợp đồng mở, số lượng hợp đồng mở nó tăng á, thì chúng ta có cái kết luận đó là đà giảm nó sẽ có khả năng cao là tiếp diễn ha, tiếp diễn cái xu hướng giảm đó. Và cuối cùng, nếu như mà cả giá, cả khối lượng, cả số lượng hợp đồng mở đều đi xuống, đều giảm, thì chúng ta có thể kết luận là cái đà giảm đó là đã yếu đi và khả năng cao là giá nó sẽ sideways hoặc là nó sẽ đảo chiều tăng đó. Thì đây là những cái kịch bản mà chúng ta có thể dựa vào để chúng ta có thể phán định cái hướng đi của thị trường. Rồi cái chiến lược cuối cùng đó là chúng ta sẽ bám theo dòng tiền lớn với bằng cái cách là theo dõi những cái hành vi của những cái quỹ lớn. Thì cụ thể ở đây đó là chúng ta sẽ xem là họ đang làm gì, họ mua hay là họ bán đó, để chúng ta có được một cái nhìn rộng hơn ha. Thì lưu ý là khi mà chúng ta tiếp cận những cái thông tin này từ các quỹ thì tất nhiên chúng ta là những cái trader nhỏ lẻ thì sẽ có những cái độ trễ, tức là họ đã làm xong xuôi hết rồi thì họ mới công bố rồi chúng ta mới biết. Thì do vậy chúng ta không có nên xem xét cái mang tính thời điểm mà chúng ta phải xem xét cái xu hướng ha.
Tức là không phải là khi mà chúng ta nhìn vào hôm nay họ mua thì chúng ta mua, mai họ bán thì chúng ta bán, như vậy thì không phải ha, mà chúng ta sẽ nên là giao dịch theo cái xu hướng đó. Chúng ta tổng hợp nhiều một cái đoạn thời gian lại và chúng ta xem là xu hướng là họ mua hay bán rồi chúng ta đi theo. Mình lấy ví dụ là trên cái trang Trader Việt của chúng ta thì hay có cái bài là siêu quỹ SPDR đang làm gì với vàng á, thì mình lấy ví dụ khi mà chúng ta thấy mà ví dụ như cái ngày cuối tháng này ha, họ xả vàng ra, thì không có phải là chúng ta nhìn như vậy là chúng ta bán theo, là không phải ha, mà chúng ta phải nhìn một cái đoạn thời gian tổng thể như thế này đó. Chúng ta thấy là họ có cái xu hướng là liên tục bán ha, chứ không có mua. Và nhìn vào cái tổng số lượng nắm giữ á, thì chúng ta có thể thấy là cái khối lượng nó giảm dần đó, khối lượng nắm giữ của họ sẽ giảm dần, thì chúng ta có thể là hình dung là cái triển vọng về cái giá vàng của họ nó không có được tốt đó. Và chúng ta có thể là cân nhắc là bán ra khi mà có những cái mức giá nó thuận lợi. Được chưa? Rồi trên đây là tất cả những cái cách mà chúng ta có thể tận dụng để có thể là đi theo những cái dòng tiền lớn để kiếm lợi nhuận lớn trên thị trường. Nếu như mà mọi người có câu hỏi gì chúng ta có thể đặt ở dưới ở phần comment ha. Còn nếu thấy clip hay thì mọi người nhớ nhấn like và subscribe kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Thùng Anh, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần tới.